Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết bởi bốn bên tham chiến gồm có Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Xin ông nói sơ về các nội dung chính của hiệp định này và nó đã thay đổi cục diện của cuộc chiến Nam và Bắc ở Việt Nam như thế nào? Chúng ta đã thấy rằng thì là ngay từ cái lúc mà ông Nixon được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ thay ông Johnson, thì cái chiều hướng của chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã bắt đầu thay đổi và dần dần thay đổi. Thì một mặt như người ta vẫn nói là ông Nixon muốn rút dần quân của Hoa Kỳ từ Việt Nam trở về. Và một mặt khác đã sẵn có những cái cuộc nói chuyện với Bắc Việt ở Ba Lê từ cái lúc ông Tổng thống Johnson còn làm tại chức. Cho nên ông ấy theo đuổi một cái chính sách có thể nói gọi là hai mặt. Một mặt thì gọi là Việt Nam hóa chiến tranh để cho Việt Nam có thể tự mà đứng vững được, để mà Hoa Kỳ có thể rút dần quân về. Nhưng mà đồng thời, một mặt khác, ông ấy cũng lại tìm cách đẩy mạnh cái cuộc điều đình ở Ba Lê, xem ra có thể có được một cái giải pháp nào để mà ra khỏi trận chiến tranh không. Thì người ta thấy rõ là cái chính sách của chính quyền Nixon như vậy. Thành thử ra nếu mà tạm bỏ ra ngoài vấn đề rút quân, tạm bỏ ra ngoài vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh, thì chúng ta phải nghĩ tới đặt trọng tâm vào tìm hiểu cái cuộc điều đình bắt đầu từ thời chính quyền Johnson thì đến bây giờ qua cái chính phủ Nixon thì cái cuộc điều đình ấy như thế nào? Trước hết ấy, thì cái những người trưởng phái đoàn của Hoa Kỳ lúc thời ông Johnson ấy, là có ông Harriman và có ông Vance. Đến lúc mà chính quyền Johnson thôi rồi và chính quyền Nixon trở lên rồi thì cả ông Harriman và cả ông Vance cùng thôi không làm ở phái đoàn ở Ba Lê nữa. Và lúc bây giờ chính phủ Hoa Kỳ cử một nhà ngoại giao chuyên nghiệp là ông David Brooks để mà thay thế ông Harriman ở Paris. Thì cái việc mà thay đổi cái phái đoàn đại diện của Mỹ ở Paris cũng là một cái yếu tố để mà người ta phải theo dõi xem là có cái sự gì thay đổi ở trong cái cuộc điều đình ở Ba Lê không. Nhưng mà tôi phải nói ngay là trong suốt cái thời kỳ mà của chính quyền Johnson mà có cuộc hội đàm ở Ba Lê và cho đến cả về sau nữa dưới thời chính quyền Nixon thì cái tình trạng của cuộc hội đàm ở Ba Lê hết sức đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ hai bên gặp nhau. Nhưng mà mỗi bên đều nói cái lập luận của mình cả. Phái đoàn Cộng sản thì họ nói cái lập luận tuyên truyền của họ như trước, không thay đổi gì cả. Chính quyền Mỹ và đại diện của Mỹ thì cũng có vẻ gọi là mềm dẻo hơn, nhưng mà cũng không có cái vấn đề nào mà cho thấy rằng thì là phái đoàn Mỹ là chịu nhượng bộ nhiều. Mà ngay trong những cái lúc mà người ta hội đàm ở hai bên đó, thì tỷ dụ như cái ông bạn của tôi, tức là ông đại sứ William Jordan,
và ông Habib là những cái người mà gọi là đứng cái vai trò chủ yếu ở trong cái vần ba lê đó, họ vẫn còn tại chỗ. Thì tôi qua những cái cuộc tiếp xúc hàng tuần và sau này nữa thì tôi thấy rằng thì là họ cũng có những cái buổi gọi là nghỉ buổi trưa. Thế rồi thì nghỉ buổi trưa thì họ cũng tiếp xúc với phái đoàn bên kia để may ra tiếng ra có được có một cái dịp nào để mà thử xem rằng thì ngoài vấn đề mà công khai chính thức ra là tại đó những cái phái đoàn cộng sản chỉ có một luận điệu là tuyên truyền mà thôi và rất cứng rắn mà thôi, thì có một cái khe, cái chỗ nào hé mở ra để mà đi xa hơn. Thì những người như ông Jordan có nói với tôi là cũng không thấy gì cả. Thế nhưng mà cái cuộc nói chuyện giữa hai bên ấy kéo dài suốt trong cái thời kỳ của ông Nixon làm tổng thống. Người ta được thấy là ông ấy lên làm tổng thống từ năm 1969. Rồi thì là qua những cái năm về sau, rồi có những cái gọi là cái vụ tổng công kích của cộng sản mà người ta gọi là mùa hè đỏ lửa đấy, thì người ta thấy rằng thì là trong suốt cả những cái thời gian đó từ 69 cho đến qua 71, 72 đấy, thì về mặt công khai đấy, khi người ta thấy hai phái đoàn họp ở cái gọi là cái trụ sở ở Paris của cái khách sạn Majestic thì người ta thấy rằng thì là không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cái chỗ này mới là một cái điểm hết sức đặc biệt mà về sau này người ta mới rõ, tức là cho đến năm 1971 người ta mới được biết rằng thì là có cái câu chuyện ông Kissinger đi đêm với lại phía cộng sản. Và từ cái câu chuyện của ông Kissinger đi đêm trong phái đoàn Mỹ với cộng sản, ông Kissinger trong phái đoàn Mỹ mà đi đêm với lại Lê Đức Thọ về phía cộng sản, thì người ta mới thấy rằng thì là phải chăng tại những cái cuộc mà tiếp xúc không chính thức mà bí mật đó có thể có được một cái đường nào ra khỏi cái trận chiến tranh không. Thì cái tình trạng đó là lúc bây giờ là dư luận Hoa Kỳ cũng không biết, mà dư luận trên thế giới cũng không biết. Vậy đến năm 1971 hơn người ta mới biết rõ cái chuyện đó. Thì thấy người ta thấy rằng là có vẻ bây giờ đã có cái hình dung hé mở ra một cái gọi là một cái sự thỏa thuận nào đó trong tương lai, nhưng mà chưa ai thấy, phải mãi đến vào khoảng độ cây năm cuối năm 72 thì lúc bây giờ người ta mới thấy rõ khi mà ông Kissinger bay qua Sài Gòn để mà đưa cho ông Thiệu xem một cái dự thảo của cái bản hiệp định Ba Lê. Và từ đó chúng ta thấy rằng thì là cái sự diễn tiến của sự của cuộc điều đình và đặc biệt là cái mối liên hệ giữa chính quyền Việt Nam và chính quyền như thế nào trước khi có việc ký kết hiệp định Ba Lê, nhưng mà đấy lại là một có thể là một thời gian sau chúng ta sẽ đề cập lại đến cái vấn đề hiệp định Ba Lê. Đến tháng 3 năm 1973, tất cả quân chiến đấu của Hoa Kỳ được rút ra khỏi Việt Nam. Các tù nhân chính trị của Hoa Kỳ được Cộng sản Việt Nam thả. Tuy nhiên, hiệp định đáng lẽ chấm dứt tại đây, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình. Vậy thì tại sao cuộc chiến vẫn cứ còn tiếp diễn thêm 2 năm nữa, thưa ông? Đấy là cái vấn đề chính của tình hình Việt Nam. Là bởi vì những người Cộng sản Việt Nam không bao giờ từ bỏ cái tham vọng chiếm đoạt cái miền Nam cả. Cho nên rằng thì là mặc dầu cái hiệp định Ba Lê đã được ký kết tháng Giêng năm 1973,
Bắc Việt lúc nào cũng sửa soạn, chờ đợi một cơ hội để mà tiếp tục cái việc mà nghĩa là xâm chiếm Việt Nam. Người ta phải nhớ rằng sau cái hiệp định Ba Lê đó, mà tôi nhắc lại là có thể chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề hiệp định Ba Lê về sau này, nhưng mà bây giờ để nói qua cái vì vấn đề thời gian, thì cái tháng 1 năm 1973 cái hiệp định được Ba Lê được ký kết, nhưng mà người ta nói rằng ông Thiệu đã bị buộc phải ký kết cái hiệp định Ba Lê, nhưng mà trong việc ký kết cái hiệp định Ba Lê thì người Hoa Kỳ có hứa với ông Thiệu rằng để mời ông Thiệu sang Hoa Kỳ để mà tiếp tục nói chuyện cái vấn đề giữa hai bên. Thì cái đó cũng đúng như vậy, là bởi vì đến tháng 3 năm 1973 thì người ta được biết là ông Thiệu sẽ gặp ông Nixon ở tại biệt thự riêng của ông Nixon ở San Clemente vào tháng 3 và đầu tháng 4, từ mùa tháng 3 và đầu tháng 4. Thì lúc bây giờ đấy, thì tôi đã trở về Việt Nam rồi, bởi vì tôi trở về Việt Nam từ tháng 6 năm 1972 và sau đó thì tôi làm đại sứ lưu động. Thì ông Thiệu có bảo tôi thôi, bởi vì cái hội những ngày cuối cùng của hiệp định Ba Lê, tôi ở Ba Lê một vài ngày trước khi ký kết, thì tôi còn có cái sự liên lạc với ông Thiệu. Như là tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi có thức suốt một đêm hai ngày trước khi việc ký kết cái hiệp định Ba Lê để gửi cho ông Tổng thống Thiệu một bản phúc trình mà có lẽ có ở trong tài liệu đây. Thì cái bản phúc trình đó tóm tắt lại tất cả những cái gọi là những cái buổi nói chuyện của tôi với nhà cầm quyền Mỹ và cái nhận định của tôi về cái việc nên hay không nên ký kết cái hiệp định Ba Lê. Nhưng mà sau khi cái hiệp định Ba Lê được ký kết rồi thì ông Thiệu bảo tôi, anh đi qua bên Hoa Thịnh Đốn một lượt nữa đi để sửa soạn cho cái việc tôi gặp ông Nixon ở San Clemente và tôi lại lên đường đi sang Mỹ để mà sửa soạn cho cái việc ông Thiệu gặp ông Nixon ở San Clemente. Thì lúc bây giờ thì khi mà tôi sang trở lại Hoa Kỳ thì tôi thấy cái bầu không khí chính trị của Hoa Kỳ khác hẳn, gần như nhẹ hẳn đi. Nhẹ hẳn là bởi vì như là chúng ta đã biết rằng sau khi ký hiệp định Ba Lê, những cái tù binh của Hoa Kỳ được có thể thả ra. Và cái vấn đề mà gọi là chiến tranh Việt Nam không còn là một cái vấn đề nặng trĩu trên đầu của dư luận Hoa Kỳ nữa. Thành ra tôi gặp những thượng nghị vị sĩ, hoặc tôi gặp những dân biểu, hoặc tôi gặp giới chính trị, hay tôi gặp các báo chí ở bên Hoa Kỳ để sửa soạn cho ông Thiệu, thì tôi thấy có một cái bầu không khí rất là dễ chịu rồi, rất dễ thở rồi. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mà ít nhất những cái ngày ấy là những ngày với bầu không khí rất dễ thở ở Washington, ở Hoa Thịnh Đốn. Và sau đó, dĩ nhiên là tôi cùng với ông Thiệu đi San Clemente để mà tiếp xúc với ông Tổng thống Nixon. Khi mà gặp ông Nixon thì dĩ nhiên cái vấn đề lớn đối với Việt Nam là làm sao mà có thể duy trì được cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ mặc dù cái bản hiệp định đã được ký kết. Hơn nữa là cái bản hiệp định ấy có ghi rõ là nghĩa là Bắc Việt không được xâm phạm những cái lãnh thổ như ở Cao Minh hay Lào và không được vi phạm nghĩa là những cái điều khoản đã được ký kết ở trong cái hiệp định Ba Lê. Thì người Việt Nam và ông Thiệu cũng muốn biết rằng nếu mà có những cái chuyện vi phạm đó
thì Hoa Kỳ sẽ ra sao. Tức là Việt Nam nghĩ tới hai điểm. Một là viện trợ tiếp tục về mặt kinh tế hay là về mặt quân sự. Còn về mặt mà gọi là cái hậu quả của Hiệp định Ba Lê thì nếu mà Cộng sản vi phạm những cái điều khoản của Hiệp định Ba Lê thì Hoa Kỳ sẽ đối xử sa sảo. Nếu mà về phương hai phương diện đó ấy, thì nghĩa là Việt Nam cũng có thể rằng thì là tạm được cái nói rằng bảo đảm thì không dám nói là bảo đảm, nhưng mà hứa hẹn thì cũng có. Hứa hẹn một ấy là chính quyền Nixon sẽ cố gắng để mà tiếp xúc với Quốc hội Mỹ để cho Quốc hội Mỹ chấp thuận những cái viện trợ cho Việt Nam. Và thứ hai nữa, chính quyền Nixon cũng sẽ có thể nói rằng thì là dùng những cái biện pháp mạnh nếu mà Cộng sản vi phạm những điều khoản ở Ba Lê. Thì hai cái điều đó có thể rằng thì là người Mỹ đồng ý. Và tôi là cái người mà tôi thảo cái bản thông cáo chung cho vấn đề, tôi có nhấn mạnh đến cái điều khoản mà bảo rằng thì là người Mỹ phải có những cái phản ứng mạnh mẽ khi những cái gọi là khi mà Bắc Việt vi phạm cái Hiệp định Ba Lê. Nghĩa là tôi dự lúc bây giờ tôi dùng cái chữ retaliate, tức là gọi là đánh trở lại hay tất cả các thứ. Thì tôi dùng cái danh từ hơi mạnh một chút, thì nhưng mà cái phía Hoa Kỳ thì cũng chấp nhận những cái đó, nhưng mà không muốn dùng những cái danh từ quá mạnh. Thì mình hiểu ngay rằng thì là họ cũng muốn giúp mình, họ cũng muốn hứa hẹn ấy, nhưng mà họ không muốn bị cột chặt vào một cái gì cả. Nhưng mà dù sao ấy thì cũng ông Thiệu cũng được ông Nixon tiếp đó đàng hoàng. Mà sau đó thì nghĩa là ông cũng có được những cái lời hứa của ông Nixon về phương diện viện trợ và về phương diện nghĩa là cái quyết tâm của người Hoa Kỳ phải đối phó với cái trường hợp mà nghĩa là Bắc Việt vi phạm cái Hiệp định Ba Lê. Mà đồng thời cũng vào dịp đó ấy, thì ông đại sứ Bunker cũng là hết cái nhiệm kỳ làm đại sứ ở Việt Nam và để cho một người khác được thay thế. Thì tôi có được gặp cái ông đại sứ mới của Hoa Kỳ là ông Martin tại San Clemente. Thì tôi cũng tìm hiểu cái thái độ. Từ trước tôi thân với ông Bunker quá đi, vì sau thành tôi không biết thì là cái thái độ của ông Martin ra làm sao. Thì tôi cũng cố gắng trong những cái buổi nói chuyện bữa cơm tôi tìm hiểu, nhưng mà cũng chỉ là những cái buổi họp sơ khởi mà thôi. Thì mãi về sau thì tôi mới được hiểu rõ hơn về ông Martin. Nhưng mà trở về cái vấn đề mà gọi là Hiệp định Ba Lê và cái hội nghị ở San Clemente đó, thì ông Thiệu cũng khá vui lòng. Từ San Clemente ông trở về Hoa Thịnh Đốn thì chúng tôi có sửa soạn cho ông ấy và để cho ông ấy gặp báo chí Hoa Kỳ. Tất cả những cái gọi là những cái lập luận mà nếu mà nói rằng thì là tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa lúc trước ấy, thì tôi thấy cũng hơi quá đáng, bởi vì trong một cái bầu không khí mới thì nhiều khi tôi cũng sửa lại những cái lập luận đó để mà xứng đáng với lại cái tình hình mới, để mà nhấn mạnh đến cái điểm rằng thì là Việt Nam sẵn sàng nhận cái trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ cái xứ sở của mình, nhưng mà đang gặp những cái sự khó khăn về phương diện viện trợ, hay là những khó khăn nếu mà trường hợp Bắc Việt vi phạm những hiệp định Ba Lê. Thì đấy là cái mà ông Thiệu khi mà sau Clemente trở về thủ đô Washington ấy, thì chúng tôi có sửa soạn để cho ông ấy gặp những thượng nghị sĩ của Mỹ, mà ông Nixon cũng dặn dò là nên gặp người này, nên gặp người khác, là những cái người đó là những người có ảnh hưởng lớn trong cái vấn đề mà viện trợ cho Việt Nam về sau này.
Thì khi mà lên đường đi về đó, thì ông Thiệu vui lòng lắm. Mà thường thường thì nghĩa là tôi với ông ấy giữ cái thái độ gọi là rất là gọi là chính thức giữa một người đại sứ với một ông tổng thống. Mà khi lên máy bay rồi thì ông ấy có thân tình, ông ấy đến với tôi, ông bảo tôi cảm ơn anh. Đấy là một cái cử chỉ của ông ấy, cũng chứng tỏ rằng thì là ông ấy cũng tạm thấy được một cái tình hình gọi là có thể nói rằng thì là khá yên ổn trong nhất thời, chưa biết tương lai ra làm sao, nhưng mà được cái sự hứa hẹn của người Mỹ cả về hai phương diện, mọi thứ đều trôi chảy cả, thì như thế là cũng là tốt rồi. Thì thành ra đến lên đường đi về đó thì ông ấy có ghé nước Ý để ông thăm Đức Giáo Hoàng, thế rồi thì là ông ấy ghé về bên Anh. Thế nhưng mà ghé về bên Anh rồi ông đi về, nhưng mà đi ghé về bên Anh thì sau đó thì tôi xin cáo từ ông ấy. Tôi bảo ông ấy, thôi tôi còn có việc bận, có con gái tôi nó sắp lấy chồng cho nên tôi phải trở lại Hoa Kỳ. Thế trở lại Hoa Kỳ một thời gian, ông ấy đi về nhưng mà vào khoảng đủ một tháng sau nữa thì tôi mới trở về Việt Nam. Thì đấy là mình thấy cái diễn tiến của cái chính sách của Hoa Kỳ từ ông Nixon mà qua cái gọi là cái chủ trương Việt Nam hóa chuyên tranh và qua cái chủ trương thăm dò đường đất ở Ba Lê với lại Bắc Việt, với lại cái sự kiện là ông Kissinger tiếp xúc bí mật với Lê Đức Thọ để mà rồi sau đi tới cái việc mà ký kết cái hiệp định Ba Lê. Rồi thì chúng ta sẽ có thể có dịp mà trở về những cái vấn đề đó. Nhưng mà cái diễn tiến nó như vậy. Và cái gì, sau cái diễn tiến đó ấy, thì chúng ta phải nghĩ đến cái tình hình ở Việt Nam sau 1973. Và từ 73 cho đến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Là bởi vì lúc trước chúng ta có nói đến cái vấn đề mà Việt Nam đối xử với miền Bắc ra làm sao. Và cái điều khoản ở trong Hiệp định Ba Lê có nói tới cái vấn đề rằng thì là Bắc Việt không được vi phạm những cái điều khoản ở trong Hiệp định Ba Lê. Nhưng mãi về sau người ta nói rằng thì là thực sự ra thì cả Việt Nam miền Nam cũng như là Bắc Việt cũng đều vi phạm cái Hiệp định Ba Lê cả, là vì ông Thiệu thì tập trung tất cả những cái nỗ lực về phương diện quân sự, chiếm đất ở chỗ này chỗ khác. Còn Bắc Việt thì nghĩa là cũng sửa soạn, nghĩa là ở những cái vùng này hay vùng khác tập hợp lại những cái đơn vị quân sự để mà phòng khi nguyện tấn công trở lại. Thì đấy là cái giai đoạn giữa năm 1973 sang đến năm 1974. Sau đó chúng ta có những trận như trận Bình Long, sau đó chúng ta có những trận như là trận Ban Mê Thuột. Khi mà những người ở ngoài Bắc chủ trương đánh cái trận ở Bình Long thì người ta muốn dò xét xem cái thái độ của Hoa Kỳ phản ứng ra làm sao. Và người ta thấy rằng có vẻ Hoa Kỳ không phản ứng gì như là lời hứa của ông Nixon nữa. Thì họ tiến tới, họ tấn công ở Ban Mê Thuột vào những ngày tháng 3 năm 1974. Thành thử ra chúng ta thấy lần lượt tất cả những cái diễn tiến của tình hình từ thời kỳ ông Nixon lên làm chính, nắm chính quyền cho đến Hiệp định Ba Lê, cho đến việc đi đêm của ông Kissinger, cho đến việc ký kết Hiệp định Ba Lê, sự phản đối của ông Thiệu. Rồi thì là trong cái giai đoạn từ giữa 73 cho đến sang đến 74 là cái giai đoạn dò dẫm giữa Bắc Việt và miền Nam Việt Nam, rồi tới những trận Bình Long và tới những trận ở Ban Mê Thuột. Và sau đó là cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam với cái sự kiện là
quân đội của miền Nam Việt Nam đã rút khỏi miền Kon Tum, Pleiku và gây ra có thể nói rằng những cái việc đảo lộn trong tình hình quân sự ở miền Nam lúc bấy giờ. Thưa ông, sau khi Hiệp định Paris được ký kết và sau chuyến đi của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến thăm và gặp một số cái chính giới ở Hoa Kỳ, thì xin ông cho biết mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã thay đổi như thế nào, cụ thể là về ngoại giao giữa hai nước, về viện trợ kinh tế và về viện trợ quân sự. Thì như tôi đã trình bày lúc trước ấy, thì nghĩa là cái bầu không khí ở bên Hoa Thịnh Đốn vào những cái tháng gọi là có cuộc gặp gỡ giữa ông Nixon và ông Thiệu ở Grand Amante đó, thì cái cuộc mà hội đàm đó cũng đã tạo ra một cái bầu không khí tương đối dễ dàng hơn lúc trước. Nhưng mà mặc dù lúc ấy giờ chúng ta phải nhớ rằng thì là cái tình hình ở trên quốc tế và cái tình hình nội bộ của Hoa Kỳ cũng biến đổi rất nhiều. Ở trên bình diện quốc tế thì có những cái vấn đề như là vấn đề ở Israel, là có thể nói rằng thì là thu hết tất cả cái sự chú trọng của cái dư luận Hoa Kỳ, bởi vì người ta biết rằng cái ảnh hưởng của những nhóm người Do Thái ở Hoa Kỳ rất mạnh, cho nên rằng thì là những cái biến chuyển ở miền Trung Đông và cái trận chiến tranh ở Trung Đông giữa Ai Cập với lại Israel, người ta để ý đến những cái chuyện ấy nhiều hơn là người ta để ý đến miền Nam. Thế mà rồi người ta lại còn phải nghĩ tới cái chuyện là ở trong cái nền chính trị nội bộ của nước Mỹ đã có bắt đầu có chuyện mà về sau người ta gọi là Watergate. Khi mà chúng tôi rời khỏi San Clemente để mà Việt Nam, về Việt Nam, thì có lẽ lúc bây giờ không ai nghĩ rằng một người ở một cái vị trí đỉnh cao tột đỉnh quyền lực như là ông Nixon lúc bây giờ chấm dứt được trận chiến tranh Việt Nam thì làm sao mà có thể bị khó khăn. Thế nhưng mà cái vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ nó nổi lên một cách khá nghiêm trọng là cái vụ gọi là vụ Watergate. Một cái ví dụ như thế này cụ thể. Sau khi mà ở San Clemente về đó, thì ở Hoa Thịnh Đốn, tòa đại sứ có làm một cái buổi tiếp tân để mà trao một cái huân chương cho ông tướng Hecker. Ông tướng Hecker là cái người phụ tá cho ông Kissinger lúc trước mà về sau thành là tham mưu của quân đội Hoa Kỳ. Thì hôm ấy giờ tại cái buổi tiếp xúc đó, cái buổi tiếp tân đó, lên trên lầu của tòa đại sứ tôi có nói chuyện riêng với ông Hecker. Thì ông Hecker nói cho tôi bảo là tôi được lệnh của Tổng thống Nixon sắp sửa phải đi sang Việt Nam để theo dõi cái tình hình ở Việt Nam, xem rằng Bắc Việt có vi phạm cái Hiệp định Paris hay không. Mà rồi để nếu mà cần thì sẽ có những cái gọi là những cái phản ứng. Thế nhưng mà ngay sau mấy buổi đó thì có những cái tin là những người cộng sự viên của ông Nixon tại tòa Bạch Ốc vướng mắc vào những cái vụ mà người ta đã bắt đầu điều tra. Thành thử ra rằng thì là ông Heck cũng không đi Việt Nam vào cái chuyện đó, mà không ai nói gì đến cái chuyện rằng thì là
Hoa Kỳ có thể mà phản ứng mạnh nếu mà có những cái gọi là những cái chuyện Bắc Việt vi phạm cái hiệp định Ba Lê. Về sau này người ta đây là kể cả những cái người mà thân cận về phía ông Nixon hay về phía ông Kissinger, người ta đưa ra cái lập luận là nếu mà không có cái vụ Watergate từ đó thì có lẽ ông Nixon ông ấy sẽ xử sự khác. Mà bây giờ có vụ Watergate thì ông bị bó tay, thành ra là cái chuyện mà nghĩa là để mà phản ứng ngược lại những cái sự vi phạm của Bắc Việt ấy gần như ít người nói đến, là bởi vì ông Nixon ông phải lo cho bản thân ông ấy. Thì cái lập luận đó có đúng hay không thì mình không biết, nhưng mà cái sự kiện thì có là sau khi mà có cái vụ Watergate thì cái thái độ của ông chính quyền Nixon họ bị cuốn theo những cái việc nội bộ nhiều hơn là những cái việc phải đối phó ở Việt Nam, thì cái đó là một sự kiện rõ rệt mình trông thấy. Thành thử ra bây giờ nếu mà nói chuyện trở lại lịch sử thì mình cũng là những cái chuyện mình nói lập luận của phía bên này hay lập luận về phía bên khác, mà lập luận của những cái người nói rằng vì Watergate mà ông Nixon không có thể có những cái biện pháp mạnh được, có lẽ những là những cái biện pháp để mà bênh vực cho cái sự thất bại của nước Mỹ ở Việt Nam năm 1975. Thì cái đó đây là một cái lập luận mình nhắc lại để mà hiểu lịch sử mà thôi, chứ không ai chứng minh cái điều đó. Vì cái vụ Watergate mà thành ra là có cái sự mà Việt Nam bị thất trận. Đấy là cái câu chuyện mà mình đã phải kể lại thì mình phải kể cho hết. Có nhiều dư luận cho rằng việc Hoa Kỳ rút quân là vì Hoa Kỳ thua cuộc. Vậy theo ông, nếu Hoa Kỳ đã thật sự thua cuộc chiến ở Việt Nam thì họ đã thua ở những điểm nào? Sự thật ra nếu mà nói đến Hoa Kỳ thua cuộc ấy, thì chỉ có thể nói rằng là Hoa Kỳ qua những cái chủ trương gọi là lùng địch và diệt địch không đạt được cái kết quả diệt địch, mà cái quân đội đối phương của Bắc Việt ấy, một đôi khi phải chịu trận nhưng mà cũng không có bị tổn thương nhiều lắm. Mà đặc biệt là thế này nữa, tôi phải nêu ra cái ý kiến này mà nhiều người đã nói rồi chứ không phải là không. Trong cái trận chiến tranh Việt Nam mà người Việt Nam phải đối phó cùng với lại cái quân đội Hoa Kỳ đó, thì do cái chính sách của Hoa Kỳ cho thiên hạ biết rõ rằng Hoa Kỳ không vượt qua biên giới Lào, không vượt qua biên giới Cao Miên và không đánh thẳng vào miền Bắc Việt Nam. Thế thì cái người ở miền Bắc người ta bảo mình tin chắc rồi, mình không bị cái quân đội Mỹ nó tràn vào nó đánh mình đâu, thì mình dùng cái quân của mình để mà đi đánh miền Nam. Thì không có một cái trận chiến tranh nào mà lại nói trước rằng thì là anh ở nhà anh cứ ở nguyên ở nhà anh, tôi không động chạm đến anh. Ngoài cái vụ mà những oanh tạc bằng bom ra thì người Mỹ không chủ trương là tiến đánh ở miền Bắc. Thành ra người miền Bắc yên chí chịu đựng thì có chịu đựng, nhưng mà bảo lo lắng rằng thì là sẽ bị mất thì không có. Ở bởi Mỹ trong cái chính sách mà gần như là công khai đã nói rằng thì là không có tiến ra miền Bắc mà cũng không có đi tiến qua biên giới ở bên Lào và bên Campuchia. Thì trong một cái chiến tranh chỉ có giới hạn ở vào cái lãnh thổ của Việt Nam này mà một quân đội miền Nam Việt Nam không được tiếp tế đầy đủ, trong khi cái quân đội của miền Bắc được tự do sử dụng những con đường Hồ Chí Minh hay là những căn cứ ở bên Campuchia với cái sự tiếp tế đầy đủ của gọi là khối Cộng sản Liên bang Xô Viết và Trung Cộng. Thì lúc bây giờ người ta thử hỏi rằng thì là cái quân đội của miền Nam Việt Nam hùng dũng tới mức nào mà có thể chống chọi được với cái tình thế như vậy? Thưa ông, tại sao Hoa Kỳ bị bó buộc ở trong cái chính sách là không thể nào tấn công miền Bắc được như vậy?
Đấy lại là một vấn đề nó liên hệ tới cái tình hình quốc tế, là bởi vì thì là Hoa Kỳ ngại rằng nếu mà xâm chiếm Bắc Việt thì quân đội Trung Cộng có thể nó tràn qua thì sao, bởi vì đã có cái gọi là cái trường hợp ở Triều Tiên năm 1952, 53 quân đội Mỹ dính vào đấy, rồi bây giờ lúc về sau thì có cả quân đội của tàu tràn qua để mà bênh vực Bắc Hàn, người Mỹ cũng ngại là sẽ có những cái trường hợp như vậy. Tôi còn nhớ đây là một cái kỷ niệm tại một buổi họp của giữa thượng đỉnh giữa hai chính phủ Việt và Mỹ, thì cái lúc sau cái buổi hội họp ở Honolulu đó thì tôi trở về Mỹ để tôi gọi là tiếp tục cái việc của tôi làm với tư cách một người đại sứ. Thì ông Tổng thống Johnson sau khi có buổi họp thượng đỉnh với ông Thiệu rồi đó thì ông trở về Mỹ, nhưng mà ông biết tôi cũng lại trở về Mỹ cho nên ông ấy mời tôi, ông bảo thì là thôi mời ông đi lên cái Air Force One, tức là cái máy bay riêng của ông ấy, để đi từ Honolulu trở về Washington. Dĩ nhiên Air Force One là cái máy bay số 1 của Hoa Kỳ, nghĩa là đầy đủ những các thứ gọi là để mà cho một ông tổng thống. Thế thì trong cái lúc bay đi về đó thì tôi đang ngồi ở tôi thì có một người tùy viên cùng ông tổng thống xuống nói với tôi bảo rằng mời ông đại sứ lên phòng ông tổng thống ở trong cái gọi là cái máy bay Air Force One. Thì tôi lên đấy tôi đã trông thấy có ông Dean Rusk, những các ông gọi là chức trách người Hoa Kỳ. Thế tôi tưởng là họp gì, nó không có. Họp là bởi vì ông ấy muốn cho tôi cùng với những người khác coi một cuốn phim về cái bom nguyên tử của Trung Quốc vừa mới làm xong. Thì cuốn phim đó trong cái lúc mà tôi nhìn ở trong cái buổi mà gọi là ngồi cùng với ông tổng thống và các nhân viên đó thì là cái gọi là cái cuốn phim về vấn đề gọi là cái bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc. Thì tôi nghĩ ngay trong đầu óc tôi bảo mẹ, những người Hoa Kỳ người ta đang lo về cái chuyện này chứ không phải là không đâu. Người ta không biết là người ta mời mình đi lên coi cái cuốn phim này, cái dụng ý gì thì không biết. Nhưng mà rõ rệt thì là Trung Quốc đã có bom nguyên tử rồi. Mà nếu mà Hoa Kỳ có do dự trong cái việc chiến tranh Việt Nam thì có lẽ cũng là bởi vì Trung Quốc đã có cái bom nguyên tử. Đấy, thế có những cái chuyện nó mình vấn đề quốc tế nó nhiều thứ, nó từ vấn đề này nó sang vấn đề khác thì mới trả lời cái câu hỏi thì là mà tại sao rằng thì là nghĩa là người Việt Nam mà không à, người chính sách của Mỹ mà cứ bị giới hạn bởi ở trong cái phạm vi của lãnh thổ miền Nam Việt Nam mà thôi. Thì đấy nó giải nghĩa ra cái thế. Không có trong một cái trận chiến tranh nào mà bị hạn chế tới cái mức độ đó. Thưa ông, Hoa Kỳ hiểu gì về người Cộng sản Việt Nam và sự hiểu biết đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc chiến về quân sự và tâm lý, cũng như kết quả của hội đàm Paris, chính trị và tuyên truyền giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt? Tôi cũng không hiểu rằng cái sự hiểu biết của người Hoa Kỳ về gọi là chế độ cộng sản ở miền Bắc ra làm sao, thì người ta cũng thấy nói rằng thì là gọi là những cái tổ chức của Hoa Kỳ họ có rất nhiều tin tức về cái chế độ ở ngoài Bắc, nhưng mà tôi cũng không biết rằng thì là những cái tin tức đó có thể nói thì là thực tế tới mức nào. Thành ra là tôi không có mấy cái điều suy xét đấy, nhưng mà tôi chắc rằng thì là cũng không có cái gì mà gọi là đặc biệt lắm. Theo ông thì nguyên nhân chính nào đã dẫn đến sự thua cuộc của chiến tranh Việt Nam? Do chính phủ và con người Hoa Kỳ,
Do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hay do Cộng sản Bắc Việt quá mạnh? Đấy là một câu hỏi quá lớn, không ai có thể trả lời được đầy đủ cái vấn đề tại sao mà thua cuộc. Thì chúng ta phải nhớ rằng thì là, và có lẽ về sau chúng ta sẽ chuyển sang những cái vấn đề đó, chúng ta còn nhớ rằng thì là những cái gọi là những cái người trong khuynh hướng diều hâu của Hoa Kỳ đó, thì nói rằng thì là nếu mà ông Nixon vào Hoa Kỳ cứ tiến tới đi thì Bắc Kỳ sẽ phải chịu thua. Nhưng mà cũng có người về phía gọi là phía tả đó, chống chiến tranh, thì họ nói rằng thì là cái trận chiến tranh là một trận chiến tranh phi lý, mà nghĩa là không có đạo đức, mà người Mỹ đã lầm lẫn khi mà bước chân vào cái trận chiến tranh Việt Nam. Và bởi vì cái cuộc chiến tranh phi lý đó mà người Mỹ phải thua cuộc. Mỹ không có thể nào thắng trận ở trong cái trận chiến tranh đó được. Là bởi vì đấy là luận lập luận của những người về phía tả. Người ta chống chiến tranh, người ta đưa ra đủ tất cả cái loại lập luận mà cho rằng Mỹ không thể nào mà thắng cuộc ở trong trận chiến tranh Việt Nam được. Trong khi mà những phía hữu chẳng hạn thì cũng có người ta bảo rằng thì là Mỹ đã bỏ Việt Nam quá sớm, trong khi nghĩa là những người cộng sản vẫn tiếp tục đuổi theo cái chính sách bành trướng chế độ cộng sản mà không có một lúc nào lùi bước cả. Mà trong khi thì Hoa Kỳ lùi bước, Hoa Kỳ tự lùi bước chứ không ai buộc Hoa Kỳ phải lùi bước.